Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán điện thoại cũ của mình, kênh Việt Thắng Mobile. Thì hôm nay bên mình có một ít máy muốn làm video để review lên cho tất cả các bạn cùng tham khảo. Thì trước mắt các bạn đây thì trong số lượng thì nó có vẻ là nhiều, nhưng mà model máy thì nó chỉ có vài ba model thôi. Ví dụ là lốt 10 Plus, hàng đố màn và hàng đẹp. Rồi S15G, hàng đố màn. Rồi S9 Plus, hàng ám. Rồi lại ít iPhone các loại, 5SE, 7 Plus, iPhone 11, rồi iPhone 8 Plus, rồi lốt 9. Đó, thì bên mình sẽ vào view luôn cho các bạn. Vì hôm nay số lượng cũng khá là nhiều nên các bạn cứ để ý để chọn cho mình những chiếc máy phù hợp nhất nhé. Thì đây, hôm nay sẽ là một cây máy đắt tiền nhất của ngày hôm nay. Đó là chiếc chiếc Samsung Note 10 Plus các bạn nhé. Cũng không phải là chưa hẳn là đắt tiền nhất đâu. Đây, Note 10 Plus. Một con máy nó là hàng zin keng đẹp lung linh các bạn nhé. Tôi nói là hàng 99 đi cho dễ các bạn nhé. Đó, hàng 99. Chứ không được là hàng zin keng đâu, bởi vì hàng zin keng nhiều người này đặt cái tiêu chí nó quá cao. Đó, có thể nói đây là nếu mà bên mình đi lấy hàng thì những con này nó được xếp vào nó là hàng đẹp 99% các bạn nhé. Đó, thì thoảng gọi là xước la lô một chút thôi. Đó, nó là máy màu đa sắc nhá. Đó, màu đa sắc, hôm nay có duy nhất một cây thôi. Đây các bạn nhìn lên, rất là đẹp nhá. Đó, rất đẹp. Màn hình trắng sáng, sạch sẽ, không ám, không ố, không lưu ảnh này. Đó, bản Việt thì chắc chắn là có 2 SIM rồi. Và RAM của nó là 12GB, bộ nhớ của nó là 256GB các bạn nhá. Đó, bút viết đầy đủ nhá. Đầy đủ bút cho tất cả các bạn. Đó. Con này thì cấu hình là quá là khủng rồi. Cái hai là ngoại hình nó đẹp. Chính vì vậy nên là với một cái mức giá của nó thì cũng tương đối là dễ chịu. Bên mình đang bán cho các bạn con màu đa sắc này, giá của nó là 10.500.000 các bạn nhá. 10.500.000. Đấy, màu đa sắc, hàng zin đẹp 99%. Đó. Zin đẹp 99% các bạn nhá. Không cần móp, không xước sâu. Đó, thì thoảng có vết la lô thôi, các bạn nhìn soi kỹ các bạn thấy màn hình thì đẹp nhá, không xước nhá. Đó, ok, xong cây đầu tiên thì mình đang bán là 10.500.000 nhá. Tiếp theo đây là một cây màn đốm, một cây màn đốm nữa các bạn nhá, máy màu đen. Đấy, máy màu đen nó kiểu như màu xanh tím than đấy các bạn nhá. Về ngoại hình đây, lưng của nó là tương đối đẹp, khung của nó, bút của nó thì hơi xước nhé, khung của nó này, nó tương đối đẹp nhá. Mặt trước cũng tương đối là đẹp các bạn nhá. Nhân đây vào trong màn để xem nó đốm như thế nào. Đây các bạn, đó, đó, màn thì hoàn toàn trắng sáng, sạch sẽ, không ám, không ngố, không lưu ảnh. Nhưng mà nó ở dưới phần đuôi này, à, các bạn nhìn thấy chưa? Nó có một cái đốm. Đấy, một cái đốm. Đốm rất là nhỏ này, vụn ruồi này, để dưới góc này thì các bạn sẽ rất là khó nhìn thấy nhá. Rất khó nhìn thấy. Rất đẹp nhá. Đốm màn. Cái này là cây bản Việt các bạn nhá. Đấy, cây bản Việt, 2 SIM 2 sóng. RAM cũng 12GB, bộ nhớ của nó cũng là 256GB các bạn nhá. RAM 12, bộ nhớ 256, màn đẹp, không ám, không ngố, không lưu ảnh. Có một mụn ruồi ở dưới phần đuôi này. Các bạn không để ý lướt qua bình thường là các bạn sẽ không thấy nhá. Đó. Cái này bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó chỉ có 7 triệu thôi. Đấy, có đúng một chấm như thế này mà nó đã rẻ mất là 3.500.000 rồi các bạn nhá. Đấy, chỉ đúng một chấm đấy thôi mà đã rẻ mất 3.500.000 rồi. Bán cho các bạn bằng cái giá mà bỏ màn nhé, giá chỉ có 7 triệu thôi các bạn nhá. 7 triệu nhá, bán cho các bạn nào về trải nghiệm nhá. Trải nghiệm những con này thì quá là tốt luôn. Các con vết đốm này thì không bao giờ sợ loang đâu các bạn nha. Không loang được đâu. Trừ khi các bạn đánh rơi đúng cái điểm vỡ này thôi. Rơi đúng điểm vỡ này thì nó loang thôi, chứ còn hầu như là không loang các bạn nhá. Đó, rất đẹp. Hàng đẹp 97, 98% các bạn nhá. Đó, cái này giá 7 triệu này.
Tiếp theo là S15G. S15G thì hôm nay có 3 cây. Thì hai cây đốm và một cây ám thì mình sẽ vào xem luôn nhé. Đây cây đầu tiên. Ồ, nhìn như này các bạn có thấy biết gì không? Không thấy ám, không thấy đốm. Đấy, nhưng vào trong con này ám siêu nhẹ nhá. Có đúng một cái chỗ thanh công cụ ở phía dưới này nhá. Là nó khác màu so với toàn bộ này thôi. Đấy, các bạn nhìn kỹ đi. Đấy. Đấy, các bạn nhìn kỹ chưa? Rất là ok các bạn nhá. Đấy, màu rất là đều, nói chung là các bạn ở ngoài thì các bạn mới nhìn thấy được thôi. Nó có đúng một cái đường kẻ ám ở đây thôi. Còn lại là không có một cái vết ám nào luôn. Đó, không lưu ảnh nhá. S15G. Còn bọn này thì là bọn Hàn, một sim các bạn nhé. RAM 8, bộ nhớ là 256GB. RAM 8, bộ nhớ 256GB. Đấy, cam trước là hai camera. Nói chung là siêu nét rồi. Cam bọn này thì siêu nét luôn các bạn nhé. Đó, siêu nét các bạn nhé. Đó, thì bên mình đang bán cho các bạn con máy này giá chỉ có là 5 triệu rưỡi thôi. 5 triệu rưỡi các bạn. Rẻ hơn cả S10 rồi. Đó, S10e nữa. Đấy, rẻ hơn cả S10 cả S10e. Thì các bạn dùng bọn này tội gì mà phải dùng S10 và S10e phải không các bạn? Đấy, ám này ám chưa đến cấp độ 1 đâu. Có khi còn chưa đến 0,5 cơ. Đó, nó chỉ có đúng một cái đường ám này mà cái chỗ này nó là cái khoảng phân chia thanh công cụ. Thì các bạn nhìn vào, nếu mà không phải là người chuyên sâu về Samsung thì các bạn nghĩ đấy nó chỉ là một cái phần chỗ thanh công cụ thôi. Đó, chứ nó không có vết ám gì cả. Vào video hoặc là đấy, như các bạn xem mặt mình rồi đấy. Đây này. Đó. Không bị ám, không bị ngả màu gì luôn các bạn nhá. Dùng những bộ này thì cực kỳ là sướng rồi. Đấy, giá của nó chỉ có 5 triệu rưỡi nhá. Đây là cây số 1. Cây số 1 bên mình đang bán cho các bạn giá là 5 triệu rưỡi nhá. Tiếp theo vào cây số 2. Cây số 2 đây. Đó. Cũng là một chiếc máy màu đen như thế nhá. Đấy, về ngoại hình này rất đẹp nhá. Bọn này nói chung ngoại hình đều đẹp. Đây mình vào xem màn. Đây các bạn nhìn đi. Đấy, các bạn đã nhìn thấy cái vết đốm nhá. Và đấy, các bạn nhìn thấy vết đốm nhá, đó nhìn này. Đúng có một cái vết như sợi chỉ này. À, đúng như cái đầu chung cái sợi chỉ là vẫn to, cái này nhỏ hơn cả sợi chỉ cơ. Này các bạn, nhìn đi. À, đúng một tí ti này thôi, bé hơn đầu sợi chỉ luôn. Đó, màn thì không ám không ố gì luôn, không nhiêu ảnh, màn sáng quắc như gương nhá. Cũng một sim nhá. Để vào xem bản. Xem bộ nhớ của nó này. Đấy, cũng RAM 8, bộ nhớ 256GB này. Đấy, các bạn dùng những con máy này mà các bạn trải nghiệm thì còn gì bằng, phải không các bạn? Siêu rẻ luôn, rẻ hơn rất là nhiều so với hàng đẹp. Con máy này bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 5.100.000. Đó. Chỉ có 5.100.000 thôi. Các bạn thấy thế nào? Siêu rẻ, rẻ hơn gần 2 triệu bạc. S15G. Như bình thường bên mình đang bán là 6.800.000 đến 7.000.000. Là những con máy đẹp, không bị đốm. Nên đây, bộ này đây nó chỉ có một tí ti này thôi. Đó, hoàn toàn các bạn nếu không nhìn là các bạn, tức là không để ý kỹ là các bạn sẽ hoàn toàn là không nhìn thấy. Bởi vì nó lại là ở mép này. Đấy, nó lại ở mép này. Đó, các bạn hầu như không nhìn thấy nhá. Vẫn đầy đủ chức năng cho các bạn nhé. Đây cái số 2, 5.100.000 này. Đấy, các bạn thích chọn ám được và thích chọn đốm cũng được. Nhưng mà nhiều bạn sẽ thích màu đốm, bản đốm hơn. 5.100.000. Tiếp theo cây số 3, cái vàng cát nhé. Cây số 3, cái vàng cát này. Đẹp luôn, nói chung là tất cả đều là hàng. À đấy, con này thì nó dùng ốp nó để hở cái khoảng này. Cho nên là nó bị hơi bạc màu ở chỗ này nhá. Các bạn nhìn thấy vết bạc không ạ? Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, ở đây là nó sẽ đậm hơn. Chỗ này là bạc này. Đấy, còn lại đẹp này. Đấy, còn lại đẹp luôn nhá. Xem màn của nó này. Đấy, các bạn nhìn đi.
Đấy, các bạn nhìn xem là nó có bị đốm bị chấm gì ở đâu không. Đấy. Đây các bạn ơi, có một cái đầu kim này. Đấy, một cái đầu kim nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, bé như cái đầu kim thôi. Rất đẹp. Xem bộ nhớ của nó nhá. Cũng RAM 8, bộ nhớ 256GB. Đó. Ôi, cái đầu kim này nói chung là đấy, nó như các cái vết chấm, ba chấm tùy chọn này này. Đấy. Nó bé hơn chút, bé hơn ba chấm chút. Mày vào màu vàng này. Bản Hàn này, một sim này. Đó, bên mình đang bán cho bạn con máy này giá 5 triệu nhé. Giá chỉ có 5 triệu thôi. Cái số 3. Đó, bên mình đang bán cho bạn giá 5 triệu luôn. Đó. Tiếp theo nữa đó là vào bọn Samsung đi. Đây Samsung S9 Plus. RAM 6, bộ nhớ 64 và 256GB lẫn lộn nhé. Hôm nay mình sẽ vào view từng chiếc một cho các bạn. Bọn này thì bên mình đã chạy hai sim hết rồi. Đây màn hình này, ám này. Đó, màn ám nhá, tất cả đều là màn ám hết. Chạy hai sim cho các bạn. Và xem bộ nhớ của nó nhé. Bộ nhớ RAM 6, bộ nhớ 64 này. Và các bạn đây vào màn hình này để cho các bạn này luôn. Đó, màn hình này thì các bạn có nhìn thấy vết ám không? Không nhìn thấy vết ám đúng không? Đó. Và đây để giải thích thắc mắc cho các bạn luôn. Đây mình sẽ vào video luôn để cho vào cam. Đây, ví dụ đây. Đó. Các bạn nhìn mặt mình nhá. Đó, thấy chưa? Nó cũng sẽ bị ngả màu vàng đi một chút nhá. Đó. Ví dụ da mình ấy, nó sẽ phân ra hai khoảng màu. Ok các bạn nhé. Đó, cho nên là cái cạm bên đằng này là bên mình đang dàn đấy nhá. Đang dàn cam cho nên sẽ không nhìn thấy. Đó, để cho các bạn nhìn thấy ok không. Nếu mà các bạn để màn đen như này, các bạn vào xem YouTube nó cũng chỉ ảnh hưởng một chút thôi, nó không ảnh hưởng nhiều, mà các bạn sẽ không nhìn vết đốm. Thứ hai nữa là mua chiếc máy này nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ được trải nghiệm, rồi sẽ được là dùng những chiếc máy mà cấu hình cao, giá rẻ. Đây là cái số 1. Bên mình bán các bạn giá là 2.700.000 đi. Đấy, bán luôn các bạn 2.700.000 đi. Số 1 2.700.000 nhá. Cái số 2, bản 256GB. Đấy, đây là bản 256GB. Ngoại hình thì nói chung bọn này khỏi phải ngoại hình nhá, tất cả đều là hàng zin đẹp. Nói chung là nó hàng phẩy 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 thôi, nhưng mà nó không bị cấn móp các bạn nhé. Không bị cấn móp đâu, toàn bị xước sơn thôi. Đó. Về màn hình đây. Đây là con này ám thì nó lại ám đều. Đấy, ám đều. Đó. Các bạn nhìn màu da này nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm nhé. Đây bản RAM 6 bộ nhớ là 256GB. Đó. Ám đều, rất đẹp. Đây các bạn. Đây, nó ám đều, nó không bị phân khoảng nhé. Đó, thì con này bên mình đang bán cho các bạn giá là 3 triệu. Tôi bán luôn 3 triệu này. Đây là cái số 2. Giá 3 triệu các bạn nhé. Bản 256GB. Cũng là RAM 6 các bạn nhé. Cái bộ nhớ nó sẽ thoải mái hơn. Cái số 3 nhé. Cái số 3 này. Bọn này mình bao full tất cả chức năng. Ôi cái số 3, ôi đẹp luôn này. Con này thì lưu ảnh nhá. Cái đây các bạn nhìn này. Đây là có lưu ảnh một chút này, nhưng mà toàn lưu ảnh ở phần sườn nhá. Toàn lưu ảnh ở phần sườn thôi. Nó cứ ở phần trong giữa này không bị lưu ảnh. Đấy. Đấy, rất là đẹp nhá. Đấy, biết lưu ảnh một chút ở đây này. Đây là có vết lưu ảnh các bạn nhá. Đấy, lưu ảnh này. Đấy, để mình thử để màn đen cho các bạn nhá. Xem có nhìn thấy vết lưu ảnh không nhá. Đây nhá. Sao? Đấy. Các bạn sẽ không nhìn thấy vết lưu ảnh nhá. Này. Không nhìn thấy vết lưu ảnh gì luôn này. Đẹp luôn này. Vào cam cho các bạn nhé. Đó, màu da này. Không ảnh hưởng các bạn nhá. Con này thì xem là bản RAM 6 hay 64.
Đấy, các bạn nào mà chạy Grab hoặc là chạy xe công nghệ hoặc là cái app hoặc là nói chung là rất là nhiều thứ muốn trải nghiệm. Đây con này là bộ nhớ 64GB nhá. Thì các bạn mua những chiếc máy này này, nó rẻ hơn cả tiền màn của nó các bạn nhé. Đây là cái số 3 của bên mình. Thì mình đang bán cho các bạn con máy này giá là, xem nào, để cho các bạn giá 3.100.000 đi. Con này để 3.100.000 đi nhé. Cái số 4 này. Đấy, màu đen này, dùng ngoại hình cũng tương đối đẹp nhé. Tương đối đẹp này. Ôi, con này nhìn đau mắt luôn. Nói chung là bị lưu ảnh và ám nhé. Lưu ảnh và ám này. Đó, con này đấy thì nó bị vừa lưu ảnh nó vừa ám các bạn nhé. Đây này. Đó, số rất là nhiều. Nó thì tất nhiên bọn này là mình đã lên 2 sim hết rồi. Và xem dung lượng của nó nhé. Đó, giám 6 bộ nhớ 64. Bọn này thì khả năng các bạn phải bắt buộc phải để màn hình nó tối. Đó, các bạn để màn hình tối này thì nhìn các bạn nó không bị đau mắt nhá. Đây các bạn. Đó, lúc này vào kia thì nhìn nó hơi đau mắt, nhưng mà để màn hình tối này là sẽ không bị đau mắt này. Đấy, nó không thấy các vết nưu vết ám luôn. Và đây khi các bạn vào xem video hoặc là cam đây thì mình cũng sẽ ấy luôn. Đây là nó vẫn sẽ hiện các cái vết nưu ảnh nhá. Đó. À, con này thì bên mình đang bán cho bạn giá chỉ có là 2.600.000 thôi nhá. Bán rẻ như già mên luôn. Đó. Đây là cây số 4. Giá 2.600.000. Đó, bán bằng giá mên cho các bạn nhá. Về trải nghiệm thoải mái. Tiếp theo là vào cây số 5. Cây số 5 các bạn, ôi con này là 256GB này. Đó, ngoại hình này. Ngoại hình này. Đó, tương đối đẹp nhá. Đây, tương đối đẹp này. Đây, con này đây, nó màn nó sáng hơn, nó sáng hơn một chút, nhưng mà nó vẫn bị lưu ảnh nhá, nó vẫn bị lưu ảnh. Đấy, để các bạn vào xem video nó như thế nào thì đây, ví dụ như các bạn đang xem mình như thế nào thì các bạn vào xem video là nó cũng như thế nhá. Nói chung con này là nó không ảnh hưởng nhiều, con này không ảnh hưởng nhiều, màn khá đẹp, như thế này là khá đẹp các bạn nhá, mà nó lại được bộ nhớ 256GB này, đó. Bộ nhớ 256GB, RAM 6GB các bạn nhé. Tuyệt vời luôn, bọn này thì dùng sướng hơn Note 8 nhiều. Bởi vì bọn này cấu hình là chip của nó cũng đã cao hơn dòng Note 8 rồi. Thứ hai nữa, pin nó khỏe hơn Note 8. Thứ ba là bọn này nó ra sau, nên chắc chắn một phần một điểm cộng nữa so với Note 8 đó là pin nó sẽ phải khỏe hơn rất nhiều so với Note 8 các bạn nhé. Cho nên các bạn dùng những bọn này thì cực kỳ là ổn định. Note 8 thì nhiều khách về còn chê là pin yếu, chứ còn S9 Plus này về các bạn thoải mái nhá, không sợ yếu đuối gì cả. Đây là cây số 5. Đấy, cây số 5 bên mình đang bán cho bạn giá là 3.200.000 nhá, rất rẻ. Đấy, các cái máy như này mà các bạn không mua được thì mình cũng xin thua luôn. Đó, đây cây màu tím này. Đấy, màu tím này, tím khoai môn này, rất đẹp này, gọi hình đẹp luôn các bạn nhá. Và xem màn này. Ô, con này để màn đen rồi. Đây mình vào sẽ vào màn trắng để giới thiệu cho các bạn cho nó dễ. Đây, toàn chữ Hàn Quốc cho mình nhé. Ok. Bộ này dùng rất mượt các bạn nhé. Bật màn tối. Ôi rồi, màn hình đẹp luôn các bạn ơi. Màn đẹp này. Đây, vào phần này cho các bạn dễ nhìn nó. Nó chỉ có phân khoảng như này thôi, còn lại đẹp, màn rất là sáng nhé, màn sáng này. Nói chung là tương đối nó vẫn là ám thôi, nó vẫn là ám độ 2 thôi, nó vẫn là ám độ 1, độ 2 đấy, nhưng mà nhìn nó vẫn rất là sáng đẹp nhá. Hai sim rồi đó. Con này thì rồi, con này đẹp luôn, à, đẹp luôn các bạn nhé. Con này 256GB này. Đó, con này 256GB này, các bạn lưu trữ thoải mái nhé. Con này đẹp, bên mình đang bán cho bạn giá con này 3.200.000 nhé.
Đây là cây số 6, giá 3.200.000 nhé. Khi các bạn mua hàng bên mình thì các bạn cứ xem video đi, xem thật kỹ video và ưng được con nào thì gọi điện cho mình thì cho nó đỡ mất thời gian của các bạn và đỡ tốn tiền cuộc gọi của các bạn. Các bạn bảo tôi chốt con số 6 là chốt con số 6, chỉ cần thế thôi, không cần phải hỏi miên man dài dòng về các chức năng, vì tất cả các chức năng bên mình đã bao hết rồi, đầy đủ chức năng các bạn nhé, các bạn không phải lo. Nó quan trọng mỗi là cái màn hình thôi. Và khi các bạn chốt máy thì các bạn cứ chuẩn bị cho mình trước 100.000 đi. Một là có thể là dùng thẻ Viettel, thẻ Mobi. Hai là có thể là chuyển khoản ngân hàng. Mình ưu tiên chuyển khoản ngân hàng hơn, bởi vì dùng thẻ bên mình phải đi bán lại và bị chiết khấu mất 20%, tức là 100.000 của các bạn bên mình chỉ thu về 80.000 thôi. Đấy, nên các bạn nếu các bạn nào thông cảm và hiểu được cho bên mình thì cố gắng là chuyển khoản cho bên mình thì tốt nhất nhé. Phí chuyển khoản bên mình sẽ chịu, ví dụ một lần chuyển là sẽ mất tầm khoảng 5.500 hoặc là 7.700 hoặc là 2.200 đấy, thì các bạn cứ để cho bên mình chịu, các bạn chỉ cứ chuyển 100.000 thôi nhá. Đó, thế cho dễ, rồi các bạn nhắn hộ mình họ tên địa chỉ rồi chốt máy, ví dụ là tôi chốt con số 6, rồi nhắn họ tên địa chỉ rồi cọc cái thẻ hoặc là chuyển khoản, thế là xong các bạn nhá. Đấy, các bạn nhiều bạn cứ bảo là phải quay video lại rồi chụp hình lại, thực sự cái đấy rất là bất tiện với bọn mình. Bọn mình ở cửa hàng cũng không phải là lúc nào 24/24 ở cửa hàng, mà có thể là lúc này đang ở cửa hàng, lúc sau bên mình lại phải chạy đi ship hàng hoặc là phải chạy đi lấy hàng rồi các thứ năng nhăng, chứ không phải là lúc nào ở cửa hàng nên lúc nào cũng không phải lúc nào có sẵn máy để chụp ảnh cho các bạn nhé. Các bạn cứ xem video cho mình, ưng được thì gọi điện, còn không thì cứ coi như đây là video tham khảo các bạn nhé, tham khảo giải trí thôi. Đó, đây là cây màu tím nữa, tím khoai môn nữa đấy, màu tím thì hầu như đều đẹp hết đấy. Đó, tất cả đều đẹp này. Đấy, đây là cái số 7. Wow, con này thì màn ám khá nặng nhá, ám khá nặng. Đó, con này phải để nền đen các bạn nhé, đây để nền đen cho các bạn luôn. Đấy, đấy, các bạn sẽ không nhìn thấy vết ám nữa nhá. Đấy, không nhìn thấy ám ố gì cả, vẫn là hai sim. Và con này để xem bản dung lượng bao nhiêu nhá. Con này dung lượng 64GB các bạn nhé, con này dung lượng là 64GB này. Đó, rất con này bên mình đang bán cho bạn giá là 2.600.000 đi. Đây cái số 7, giá 2.600.000. Đó, rất rẻ cho các bạn này. Bán thì rẻ hơn là giá bán mên cho các bạn nhé. Đấy, cây số 8 này. Số 8 này là cây 256GB này. Đấy, về ngoại hình này nó đây, xước sát chút thôi, nhưng mà không có, nói chung là hàng này tất cả đều nó là hàng chất các bạn nhé, không bị rơi rớt, không bị va đập, cho nên mình cam kết với các bạn đây là hàng zin 100%, chưa tháo mở nhé, chưa tháo mở nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Đó, để về nói về áp suất thì bọn này thì mình thôi, áp suất để làm cái gì nữa, bao đi nước, đi mưa đi gió cho các bạn thôi, chứ còn bao thả nước thì bên mình không dám bao. Áp suất thì chắc là đây, để mình thử test thử một con nhé. Đây con này giam là 6 bộ nhớ 256 này. Đấy, áp rất là yếu nhá. Đấy các bạn nhìn nhá, thì số 8 này và các số đằng sau này nó sẽ nhảy. Đấy, nhưng mà nó sẽ là áp yếu nhá. Đấy, nhảy xuống số 7 các kiểu đấy. Nó sẽ là áp yếu thôi, nhưng mà không được áp khỏe đâu các bạn nhá. Đây con này màn đây như thế này, bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 2.900.000 nhá. À quên, con này bán 256GB bán cho các bạn giá 3.000.000 nhá. Đó, 3.000.000 về mình bán thì bán giá rất là hợp lý rồi, nên các bạn vui lòng không mà cả nhé. Bán như này là bên mình đã phải tặng các bạn đầy đủ phụ kiện rồi, một bộ cáp sạc này, một ốp lưng này và một bộ tai nghe nữa. Đấy. Và tiếp theo một chiếc iPhone 7 Plus đỏ 128GB. Đây ngoại hình đây thì có gọi là lông mèo một chút thôi, nhưng mà tương đối đẹp, nói chung tương đối đẹp các bạn nhé, tương đối đẹp này, lông mèo một chút thôi. Đấy, con này đây màn hình hoàn toàn trắng sáng, đang xem bọn màn ám kia sao, bọn này thì trắng sáng trắng bốc luôn. Đấy, nhưng thực ra là vẫn ám nhẹ đấy. Đây 128GB bản NL trên A này, quốc tế này, pin của nó này bảo trì các bạn nhé, pin bảo trì này. Đấy, 128GB. Con này thì đây thì nó bị nứt vân tay, nứt chìm hôm các bạn nhé, nứt vân tay, nhưng mà các bạn nhìn rất là khó nhìn nhé. Đấy, rất khó nhìn luôn, đó rất là khó nhìn.
tức là nứt rất nhẹ thôi. Con này bên mình đang bán cho các bạn giá là 4 triệu các bạn nhé. Thay pin vào là 4 triệu mốt các bạn nhé. Đó, thay pin vào là 4 triệu mốt. Tẩy Plus bản màu đỏ này là sản xuất có giới hạn nhé. Đó. Cái này bên mình đang bán là 4 triệu nhé. Thay pin là 4 triệu mốt này. 5 SE này. Các bạn nào quen biết rồi thì các bạn thông cảm giúp mình nhé. Quen biết thì gì thì cứ cọc giúp mình cho nó dễ. Cứ cọc cho mình 100 nghìn trước nhé. Vì giao hàng nó đỡ năn tăm. Rồi hôm trước cũng có một bạn cũng bảo là khách quen mua bán của mình mấy lần rồi. Nhưng mà cô mình gửi hàng đến thì không hiểu sao không gọi được điện, nhắn tin không thể trả lời. Thế là om hàng mất nửa tháng, xong là đến giờ quay về mình cũng chịu thua thôi. Đấy, mua bán đến khách quen rồi vẫn bom, nên các bạn cái tiền đặt cọc các bạn sẽ không sợ mất đâu nhá. Trừ khi các bạn bom hàng các bạn mới mất thôi, còn nếu không phải bom hàng các bạn sẽ không bị mất. Đó, bên mình cọc như thế cũng chỉ gọi là để các bạn để cái trách nhiệm khi nhận hàng thôi các bạn nhé. Chứ bên mình cũng chả được hưởng gì cái tiền đấy đâu. Đó, 5SE 1 triệu 7 nhá. À, 1 triệu 650. Đây, iPhone 11 tím, hôm nay bên mình có một cây. Con này thì pin của nó là 90-91% gì đấy. Đây, mình vào xem ngoại hình này, đẹp nhá. Đó, đẹp này. Đó, ngoại hình rất đẹp nhá. Đấy, viền này, biển rất đẹp nhé. Đó, thì thoảng mũi đốt một tí thôi, nhưng mà các bạn nhìn ở ngoài không rõ lắm, rõ đẹp. Cam này khách đã ấy rồi đây, đã dán cam rồi nhé. Dán cam các bạn không thích, các bạn cầm này bóc ra xong, còn các bạn để như này nó sẽ không bị xước cam. Đây, để xem con này nhá, iPhone 11 bản KHA 64GB bản Hàn nhé, 64GB này, pin này, pin 91% các bạn nhé, đó, pin 91%, đó, rất đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Đây, đang bán cho bạn giá là 11 triệu các bạn nhé, bán cho bạn giá là 11 triệu thôi, đấy, rất rẻ, hàng zin đẹp lung linh luôn, pin zin 91% các bạn nhé. Hàng chưa sửa chữa gì nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Face ID vẫn còn đầy đủ, rẻ như iPhone XS Max rồi nhá. Đó, giá chỉ có 11 triệu thôi. Nó được iPhone 11 xịn sò luôn, 2 cam nhá. 2 lỗ rồi. 2 mắt cam, 2 lỗ rất là đẹp. Còn tìm quay một. Màu này đẹp luôn các bạn nhá. Hàng đẹp 99% nhá. Zin đẹp 99% đây. Lốt 9. Lốt 9 Hàn. Đó, màu titan. Này bên mình về một cây màu titan các bạn nhé. Hai sim 26 RAM 6 bộ nhớ 128GB nhé, mà hoàn toàn đẹp chẳng sáng không làm không ngủ gì, rất đẹp rồi, bút điếc đầy đủ, chức năng đầy đủ nhé. Bên mình đang bán cho bạn giá 5.800.000 nhé, 5.800.000 thôi. Đấy, giảm giá các bạn luôn, 5.800.000. Hôm nay có một cây duy nhất, máy đẹp, zin đẹp 99% nha các bạn nhá. Đó, zin đẹp 99% này. Đây, một con iPhone 8 Plus này. Pin bảo trì các bạn nhá, các bạn thể thay pin nhá. Đó, 8 Plus bên mình đang, con này nó là hàng phẩy thôi. Đây các bạn nhìn, nó chỉ bị con mũi đốt thôi chứ không bị rơi rớt phát nào đâu nhá. Đó, các bạn yên tâm đi, hàng không rơi rớt, thế là các bạn chất lượng không phải nghĩ. Đó, pin con này là phải thay nhá, pin phải thay. 64GB quốc tế Mỹ nhá. Đó, màu rất là đẹp. Pin bọn nói chung con này cấu hình rất là trâu nhá. Đó, đẹp luôn. Bên mình đang bán 5.500.000, thay pin vào là 5.650.000 nhá. 5.650.000. Còn để như này là 5.500.000 các bạn nhá. Đó, rất đẹp. Ok. Đó, đây con A20s, hôm trước mình cũng có view rồi, 2 triệu A20s Samsung RAM 4 bộ nhớ 64 dòng A. Vâng, thì hôm nay bên mình cũng đã view xong những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng. Mong rằng nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và bây giờ mình xin vào để làm video up lên cho các bạn xem vào cuối tuần Chủ nhật nhé. Thì chúc các bạn có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ và chúc các bạn có buổi online thật là bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau. Bye bye.